trời ơi, ăn học tới giờ thấy 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 thóc chảo không? Nhiều vô cái chuyện rồi thôi mày đòi hỏi nhiều quá. Tóc một trăm rồi. Tóc đi lẹ đi. Tóc đi lần rồi. Đâu có cần phải nhấc cái chảo đi cho chụp cổ như vậy. Bây giờ bạn muốn nấu một người lên đông người lên tức lạnh nha, nấu cho giống tôi lên mỗi xương thôi thì thiếu mình xào gì.